Vợt cầu lông chính hãng và nội địa khác nhau như thế nào? Đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người rằng vợt nội địa không phải là hàng fake nhé. Nội địa hay chính hãng đều 100% là hàng real hết. Và đương nhiên, chia ra làm hai phiên bản như vậy thì chắc chắn sẽ có những đặc điểm khác nhau. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm sao để phân biệt vợt Li-Ning hàng chính hãng và nội địa nhé. Nói sơ qua một chút thì vợt cầu lông chính hãng hay còn gọi là phiên bản quốc tế là những cây vợt được phát hành trên toàn thế giới. Còn phiên bản nội địa chỉ dành cho một số nước nhất định. Trên cái vợt chính hãng sẽ có tem, mác, phiếu bảo hành của công ty được ủy quyền phân phối chính thức sản phẩm tại quốc gia đó. Ví dụ như những cây vợt chính hãng của Li-Ning sẽ có đầy đủ tem, mác, phiếu bảo hành của công ty Hải Long. Trên cái vợt nội địa thì sẽ không có tem mác của nhà phân phối hay phiếu bảo hành. Để nhận biết được, bạn sẽ phải để ý mã cốt ở phần giữa của đũa vợt và cán vợt, bởi vì trên những cây vợt chính hãng thì sẽ không có mã cốt này. Có một điều mọi người cần chú ý là hiện nay trên thị trường có một số nơi bán hàng giả, hàng nhái được làm tại Trung Quốc nhưng lại đánh tráo khái niệm nói rằng đó là vợt nội địa. Mọi người nên lưu ý, nếu muốn mua vợt nội địa hãy kiểm định thật kỹ, tìm những cơ sở uy tín chất lượng để mua, còn không thì cứ mua hàng chính hãng cho an toàn. Thêm một điều nữa là khi mua những cây vợt chính hãng thì việc bảo hành của mọi người sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với việc mua hàng nội địa. Bởi nếu bạn muốn bảo hành vợt nội địa thì phải gửi về nước mà bạn đã mua. Trên đây là cách phân biệt vợt cầu lông Li-Ning chính hãng và nội địa. Mọi người còn gì thắc mắc cứ comment phía dưới để mình giải đáp nhé.